Okay, hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng con máy này nha. Đây là cái máy ảnh phim Fuji Pixel 2 nha. Rồi máy này thì nó xu hướng là mang tính chất là máy dòng máy Lomo. Máy Lomo nhưng mà đầu tiên thì cái máy này khi không có đèn LED thì nó vẫn chụp được nha. Khi không có đèn LED thì máy nó vẫn chụp được, nhưng mà có đèn LED vô thì nó chủ yếu là thiên về chủ yếu là dùng cho khi không có pin thì vẫn chụp được nha. Máy này không có gắn pin vẫn chụp được, nhưng mà chủ yếu gắn pin vô là để cho đèn LED thôi. Rồi mình gắn pin thì gắn ở đây ha, pin nó có hai viên này nè, đó gắn pin vô ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ mở máy là mở đây ha, đó mở nguồn này nè. Rồi máy này có chỉnh ISO thì nó có ISO là 100, 200 và 400. Thì chỉnh ISO là cái nút dưới này nè. Mình dặn đây ha, mình dặn đây nè. Đó, mình dặn đây, mình ở cái dưới này mình dặn thì cái số ISO trên này nó sẽ chạy nè. 100, 200, 400 nè. Đó. Thì theo cái mình, theo cả cá nhân của mình, theo cái kinh nghiệm của mình á, thì mọi người á, là chụp cái mon này mình để ISO là 100 đi. Mặc dù mình mua phim là mấy trăm cũng được, nhưng mình để ISO 100 nha. Đó. Rồi mà mọi người muốn chỉnh về theo đúng nó cũng được. Tuy nhiên mình nhắc mọi người á, là mình nhìn vô khi mà cái máy này ở trong nó có, khi mình chỉnh cái này nó sẽ có cái dòng nó chạy này nè. Thì mình chỉnh cho đúng, ví dụ như cái này nó chạy ngay cái nắp, cái khớp này nè. Là có cái dòng tròn ở giữa nó nằm ngay đó đó. Ví dụ cái này nó chạy ngay xuống 1.5 thì nó sẽ cái ở trong này nó sẽ chính xác như vậy. Mọi người đừng có chỉnh nó nằm ở giữa nha. Ví dụ như này nó đang nằm ở giữa là con số 3.3 với số 5 nè. Nó nằm ở giữa vậy là không có chính xác nha. Thì mình nhìn vô đây là cái ống kính nó sẽ bị lệch. Ống kính nó có cái vòng tròn á, nó sẽ bị lệch, do đó mọi người chú ý cái vấn đề này. Thì mình khuyên mọi người ví dụ mình chỉnh về đây, mình gạt hết về đây ngay chân số này là được. Số 1.5 đó là được. Đó là lưu ý ban đầu ha. Rồi cái thứ hai, cái này là dòng dẫn lấy nét, dẫn lấy nét ở đây nè. Đó mình chỉnh ở đây ha. Mình chỉnh ở đây nè. Nó chạy tới chạy lui nè ha. Mình cầm đây mình chỉnh nè. Thì cái máy này gọi là lấy nét là zone focus. Zone focus là gì? Là nó sẽ có bốn cái hình này ha, nó có bốn cái hình này. Và mình sẽ có cái clip hướng dẫn về zone focus riêng cho cái bốn cái hình này. Thì mọi người chỉ biết sử dụng cái máy này thôi, còn zone focus mình sẽ xem một clip riêng. Đó. Thì chủ yếu thí dụ như mình muốn chụp chân dung, mình nhận dặn về đây nè, mình muốn chụp hai người ấy, chụp mà khoảng từ cái lưng quần người trở lên đó là ngay đây. Còn ví dụ mình muốn chụp mà toàn thân á là từ chân đến đầu mình nhận đây, muốn chụp phong cảnh mà nhận ở đây, nó chỉ vậy thôi. Rồi mình muốn chụp á thì đầu tiên mình mở cái nắp máy ra nè, mở nắp máy ra xong mình lên cò nè, bấm chụp nè. Đó, lên cò lấy nét, bấm chụp, lên cò cho nó hết nha, lấy nét bấm chụp. Ví dụ mình lên cò phân nửa nè, nó chưa hết nè, bấm không được nè, lên cò hết nè, hết bấm chụp đó. Đó, bấm chụp thì mỗi lần mình lên cò thì con số này nó chạy ha. Con số này là nó chạy, tức là đếm số lần chụp đó. Ví dụ đang đây số 9 này nè. Đó mình lên cái nữa là lên số 10. Đó, ok ha. Rồi sau khi mình chụp á, là cái này chụp chế độ không có đèn LED. Còn trường hợp mình muốn chụp có đèn LED thì mình bật cái này lên nè. Lấy cái tay bật cái này lên. Thì khi bật chế độ có đèn LED lên thì mình sẽ nghe một tiếng kêu e, tức là pin nó sẽ nạp điện cho đèn LED ha, nạp điện cho tụ điện. Và khi mà nó nạp đầy á, thì nó báo đây nè. Đó, nó báo đây là chụp ok. À, bấm là chụp nè. Đó. 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 Thì đó là hoạt động của máy. Rồi sau đó khi mà mình chụp xong á, mình tua phim về, thì khi mình chụp hết phim, ví dụ mình lên mình chụp tới một lúc á, là mình mua cuộn phim 36 kiểu phải không? Mình lặn lên mình chụp nè, nó sẽ tới số 36 là nó hết phim rồi. Hết phim lúc đó là nó sẽ cứng tay, mình lên không có được nữa, mình lên cảm thấy cứng tay thì mình ngưng lại ha. Lúc đó là nó báo hiệu là hết phim rồi. Và mình tua phim về á, khi mà hết phim thì mình sẽ tua phim về, thì mình nhấn nút ở dưới này ha, mình nhấn cái nút R ở đây nè. Sau đó mình dùng cái tay quay này mình quay theo cái chiều mũi tên nha. Cái tay quay nó nằm đây, nó mình bật lên mình quay theo cái chiều mũi tên này nè, là quay vô. Đó là nó sẽ tua phim về. Hình thức nó là vậy đó. Mình nhớ nhấn nút này xuống nha, nhấn nút mình mới quay được, còn không nhấn nút là nó không cho quay được, quay nó cứng tay lắm không có được ha. Rồi bình thường mình mở nắp bên này, mình mở ở đây ha. Mở cái nắp mình lấy cục phim ra đó, mình mở ở đây nè. Cái con này nó hơi bót, nó hơi rít chút xíu á, là mình mở nó hơi khá. Rồi mình dùng cái ngón tay đây nè. Một tay ở đây, một tay, một cái này ở đây, một cái đầm bịch như ở đây thì được nè. Thấy không?
giờ mình đậy lại nè, đậy lại xong mình ở xuống nè, đó đó. Và lưu ý mọi người khi mình đậy lại á, mình đóng nắp lại á, mình lưu ý cái này máy nào cũng vậy ha, khi mình đóng lại mình gạt, dùng tay mình gạt cái này xuống rồi mình đáy lên vậy nè thì nó nhẹ đó, mình mở lên thì cũng vậy ha, là mình làm rất là nhẹ tay nè đó, mình mở lên một tay này xuống, một tay đẩy lên nè đó, vậy nè. Mọi người đừng có dùng tay nhưng mà vậy cái dùng đậy lên như nè, đóng là vậy, đóng vậy thì nó vẫn được nha, tuy nhiên nó rất là dễ bị gãy cái chốt này lắm, bởi vì khi đó nó sẽ tác động cái lực lớn lên lên cái chốt này nè, cái gờ này nè, nó bằng nhựa thì nó sẽ dễ bị gãy lắm đó, cái gờ này nè sẽ dễ bị gãy lắm, hoặc là cái gờ trong này nè, cái gờ trong này cũng bằng nhựa nó sẽ dễ bị gãy nha. Thì để mà giải quyết cái vấn đề đó thì mình lưu ý mọi người cái kinh nghiệm mình xài á, là đây nè, mình gạt cái này xuống, mình đẩy ra, mình bấm này là buông này vậy nè, ok nè, mình muốn mở lên thì cũng gạt lên nè, tay gỡ lên, tay đẩy nè, thấy không, tay này đẩy lên nè, đó nè, đó ok, thấy không, rồi đóng nắp lại thì gạt xuống đó, thì lưu ý là vậy. Rồi bên trong máy thì ok nè, mình bấm chụp nè, đó nè, đó rồi mình đẩy lên. Thì khi mà mình chụp cái máy này đó với trong trong phòng á, mình trong quán cà phê này kia thì mình nên mở đèn led nha, còn chụp ngoài trời thì có thể không mở đèn led cũng được, nhưng mình đối với một số trường hợp thì mình nên mở đèn led. Và máy thì chỉ vậy thôi. Rồi khi mình gắn pin á thì mình gắn vô cái khe này nha, cái có nguồn pin nó có cái đầu á, mình sẽ nhét vô cái khe này nè, ở đây nó có cái trục quay nè, khi mình quay nó sẽ chạy lên ha, nè nó chạy lên nè đó, mình quay mình đưa cái khe này mình nhét vô cái khe này nha. Ở đây nó có ba cái khe, mà một cái khe bên đây, một cái khe bên đây với cái khe nhỏ ở giữa, thì mình nhét cái đầu pin vô cái khe nhỏ này nha, rồi mình quay lên là được. Thì đối với trường hợp máy này là vậy. Rồi tất tần tật mình đã nói rõ gì cái máy này ha. Rồi xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.